Sau đây là kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3 ngày 4 tháng 4 năm 2023. Giải 8 trị giá 100.000 đồng, các vé tận cùng mang số 6, 3. Giải 7 trị giá 200.000 đồng, các vé tận cùng mang số 4, 3, 6. Giải 6 trị giá 400.000 đồng, các vé tận cùng mang số 7367, 3706, 3430. Giải 5 trị giá 1 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 2272. Giải 4 trị giá 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 05736, 73641, 60500, 15718, 96209, 35937, 70755. Giải 3 trị giá 10 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 46378, 20332. Giải nhì trị giá 15 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 98594. Giải nhất trị giá 30 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 87561. Giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 842178. Xin nhắc lại, giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 842178.